Bây giờ chúng ta còn 3 bộ chủ đề: phát minh, quê hương và truyền thống. Không biết là Bảo Bảo muốn chọn bộ chủ đề nào? Yêu quê hương mà chọn quê hương. À. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với Bảo Bảo đến với chủ đề quê hương. Vào chữ đầu tiên trong chủ đề quê hương có 6 ký tự. Xin mời. Gợi ý nha. Địa điểm nằm trong danh sách 10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á do tạp chí Travel and Leisure công bố năm 2022. Hết. Địa điểm nằm trong danh sách 10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á do tạp chí Travel and Leisure công bố vào năm 2022. Ngân. Đà Nẵng. Chốt không ạ? Dạ em chốt. Chốt đáp án Đà Nẵng. Xin mời. Đúng. Chính xác. Quá trời ơi. Hay quá em tui. Dạ các. Với đáp án Đà Nẵng đã giúp cho Bảo Bảo mang về 50 điểm đầu tiên. Có 3 thành phố của Việt Nam xuất hiện trong danh sách 10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á. Đà Nẵng đứng thứ 3, Hà Nội thứ 5 và thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 8. Yeah. Chúng ta sẽ đến với ô chữ tiếp theo. Ô chữ tiếp theo có 10 ký tự. 10 ký tự. Đúng rồi. Gợi ý nha. Tên trang phục dân tộc của Hoa hậu Ngọc Châu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2022. Hết. Biết không? Biết cái đó nhưng mà không có đủ. Ngân. Dân. Chiếu Cà Mau. Chốt không ạ? Dạ em chốt. Chốt đáp án Chiếu Cà Mau. Xin mời. Chiếu Cà Mau là tác phẩm xuất sắc đoạt giải nhất trong cuộc thi trang phục dân tộc. Đây là một sáng tạo của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người ở làng nghề dệt chiếu cực nam của Tổ quốc chúng ta. Và với ô chữ vừa rồi đã giúp cho Bảo Bảo mang về số điểm là 44 điểm. Chúng ta đến với một ô chữ tiếp theo gồm có 10 ký tự. Xin mời. Thành phố được vinh danh là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022. Hết. Ngân. Dân. Thủ đô Hà Nội. Chốt không ạ? Thủ đô Hà Nội. Chốt. Dạ. Chốt đáp án thủ đô Hà Nội. Xin mời. Hay quá trời ơi. Và ở đáp án vừa rồi đã giúp cho Bảo Bảo mang về số điểm là 57 điểm. Tổng số điểm mà Bảo Bảo đã mang về cho mình đó chính là 151 điểm. Hay quá. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của Di Khương. Lo nha, lo, có lo nha. Không sao. Chỉ còn một chủ đề cuối cùng thôi, đó chính là chủ đề phát minh. Và hãy cùng với Di Khương đến với chủ đề phát minh. Ô chữ đầu tiên có 8 ký tự. Gợi ý, nguyên liệu này có thể tạo ra ánh sáng thông qua một thiết bị được phát minh từ công ty E-China của Colombia năm 2022. Hết. Dân. 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 Đúng rồi. Đúng. Đúng. Trong đầu chưa có cái gì để đúng luôn á. Ủa chứ tại sao 3 2 1 Mũi. Hết thời gian. Em nhìn vô chữ đi. Cho em coi đi. Chúng ta dừng ở giây 43 nhưng mà đã trả lời không được, coi như mất 43 điểm. Để xem là đáp án chương trình là gì nha. Xin mời. Nước biển. Ủa, lúc đó mình không nhớ nước biển ta. Mọi người phải thông cảm, lúc đó Di Khương chỉ nghĩ đến một điều thôi, đó chính là Huỳnh Quang, Thủy Ngân hay là cái không, gì gì đó. Hồi nãy lúc nghe mà nói là có 8 ô, em nghĩ là Huỳnh Lưu Huỳnh. Phát minh ra ánh sáng, là đèn, điện với tóc mình nghĩ là những cái gì chất hóa học chứ mình không nghĩ đây, nước biển. Đây, đây. Giải đáp nè. Được đặt tên là Water Light. Thiết bị nhỏ thông minh này có thể lấy được nửa lít nước biển hoặc nước muối và có thể phát sáng trong vòng 45 ngày. Năng lượng đến từ phản ứng điện hóa giữa nước muối và điện cực Maje bên trong waterline tạo ra dòng điện. Ôi. Nghe chưa? Kinh khủng chưa? Hay quá. Tức là từ nước biển nó có thể hay tạo ra được dòng điện. Vậy là mai mốt đỡ đốn tiền điện rồi. Tiếc quá, mất câu rồi. Bây giờ mình sẽ đến với ô chữ thứ hai để xem là mình có trả lời được hay không nha. Không sao, không sao. Không sao, còn hai câu phải không? Đúng. Dở hết 60 giây rồi. Thua keo này bài keo khác.
Chúng ta sẽ đến với ô chữ tiếp theo. Ô chữ tiếp theo có 10 ký tự. Gợi ý như sau: sản phẩm của công ty Aviation Aircraft Israel có tên là Eli, được kiểm chứng năm 2022 tại Mỹ. Hết. Rồi bây giờ mình không biết thì mình sẽ nhìn theo ô chữ Y. Y. Đây là đường hàng bay. Không nha. Bay. Hàng không, hàng không. Bay. Bay. Máy. Máy bay gì nè? Máy. Máy bay. Máy bay gì? Máy bay. Máy bay dừng gì? Dừng đi. Dừng đi. Trời ơi, có chữ D rồi kì. Máy bay điện. Dần dần. Dần. Ủa sao tự nhiên máy bay điện mà tự nhiên mình nghĩ ra sao mình cứ đợi mở ra chi vậy? Máy bay điện. Chốt không ạ? Chốt. Chốt đáp án máy bay điện. Mình nghĩ ra rồi á thì mình dừng. Dừng thôi. Không, cái kiểu anh Khương là đợi cho hết giờ luôn, thua luôn rồi bắt đầu hiện ra hết luôn. Rồi không phải coi như là kiểu như mà thắng có 59 giây thì nó thua vậy không có thuyết phục. Mình phải thua âm điểm nó mới thuyết phục người chơi. Cho em xin đổi đội được không? Cho em xin đổi đội cho sai rồi. Em mới có 2 câu à. Và đáp án của bạn là máy bay điện. Máy bay điện. Xin mời đáp án từ chương trình nè. Yeah. Máy bay điện đã mang về cho Duy Khương 30 điểm. Được đặt tên là Alice. Theo tên nhân vật chính trong Alice ở xứ sở thần tiên, chiếc máy bay điện chở khách cỡ nhỏ này chạy bằng động cơ điện với mục tiêu là điện khí hóa việc di chuyển bằng đường hàng không với các hệ thống động cơ đẩy không đốt cháy bất kỳ nhiên liệu hydrocarbon nào. À, thế câu hỏi về khoa học mọi người. Có. Thì bởi đây là cũng là chiến thuật của đội bên kia. Không phải đâu. Khi người ta để lại cái bộ đề này cho em. Và chúng ta sẽ tới với ô chữ tiếp theo. Ô chữ tiếp theo có 10 ký tự. Mời Duy Khương xem hình. Ồ, xung quanh nó có cái gì hết ta? Và gợi ý như sau. Đây là mô hình có ý nghĩa quan trọng phòng tránh thiên tai của các kỹ sư đến từ Nhật Bản công bố năm 2022. Hết. Dừng. Dừng luôn. Nhà di động. Nhà di động chốt không ạ? Nhà. Năm. Nhà động đất. Nhà chống lũ. Chốt ba. Chốt. Hai. Nhà chống lũ. Nhà chống lũ. Xin mời. Không phải đau nửa đầu luôn á, ba bộ đề mà đau nửa đầu luôn á. Chơi đến cái bộ đề người ta đơn giản ở quê hương xứ sở ẩm thực ăn uống, tự nhiên đưa em đi máy bay, đưa em xuống biển, đưa em ra lũ lụt. Sao vậy? Không phải. Ớt nhất tại, mà đưa em đi đâu vậy? Mọi người đánh giá anh quá cao. Không có để đâu. Để ra cái cuối. Thật ra là cái bộ đề của chúng ta là cho mọi người biết thêm kiến thức về thế giới. Đúng, về đúng. Những cái phát đúng minh rồi. Nó rất là mới để khi mình có thể cập nhật thêm, hiểu không? Để mình có thêm đúng kiến rồi. Thức. Phải chơi máy bay điện nổi trên trời, chơi đúng xuống rồi. Biển, chơi nước biển. Và ở đáp án vừa rồi đã giúp cho Duy Khương mang về 59 điểm. Và tổng điểm ở lượt chơi của Duy Khương là 89 điểm.